Xin chào các bạn, đã đến với Thuận Capital ngày hôm nay Ngày hôm nay là ngày 4 tây tháng 1 năm 2021 và là ngày thứ hai tại Hoa Kỳ Thì đối với những người nào mà làm việc ở Hoa Kỳ thì ngày hôm nay là phần lớn mọi người đã đi làm trở lại Hôm nay là ngày đầu tiên mở cửa Thì hôm nay công việc của công ty cũng khá bận nhưng mà Thuận cũng có một số những cái thông tin Cũng rất là quan trọng Thuận muốn chia sẻ với các bạn Nhất là chúng ta thấy được là giá Bitcoin bây giờ là 32.418 đô thì lúc mà làm video này thì bạn sẽ thấy là giá so với lại ngày hôm qua lúc là video thì cũng không có nhiều cái sự khác biệt nhưng mà thật ra các bạn thấy là hôm nay trong vòng 24 tiếng hồ vừa qua đã có một cái đợt điều chỉnh và chúng ta thấy là đợt điều chỉnh sâu cỡ nào nhìn vào giá Bitcoin trên sàn Coinbase thì điều chỉnh sâu đến cái mức là 27.672 thì các bạn thấy được là giá Bitcoin điều chỉnh đợt này coi như cũng là sâu hơn và coi như cũng là một đợt điều chỉnh mà làm cho nhiều bạn lo ngại tại vì tuy là hàng ngày thường chia sẻ với các bạn là Bitcoin chưa có được điều chỉnh từ cái lúc mà Bitcoin đi từ 10.000 đô cho đến cái thời điểm hiện tại lúc mà Bitcoin lên tới cái mức là 35.000 ngày hôm qua thì trong cái thời gian tăng trưởng đó từ tháng 9 tới bây giờ là liên tục nhiều tháng không có đợt điều chỉnh nào gọi là một cái đợt điều chỉnh sâu hết các bạn thấy là có hai đợt điều chỉnh nhưng mà một đợt chỉ điều chỉnh có 16%, một đợt kia thì chỉ điều chỉnh chỉ có là 10% mà thôi. Và cái đợt điều chỉnh của ngày hôm qua các bạn thấy được là trong vòng 24 tiếng đồng hồ đó thì giá Bitcoin đã lên tới cái mức là gần 35.000, 34.815 và điều chỉnh sâu đến mức nào? Điều chỉnh sâu tới cái mức là 27.672 thì nếu chúng ta tính cái phần trăm đó của đỉnh ngày hôm qua cho đến cái đợt điều chỉnh sâu của ngày hôm nay là xuống 27.643 thì chúng ta nhìn phần trăm thì điều chỉnh tổng cộng là 20,53% thì 20,53% thực sự mà nói nó cũng không phải là một cái phần trăm gì đó gọi là quá mạnh các bạn thấy được là nếu như chúng ta nói tới điều chỉnh mạnh thì 35% là cái sự điều chỉnh mà nhiều người nghĩ là có thể xảy ra tại vì trên con đường tăng trưởng của Bitcoin đó thì đã có nhiều lần Bitcoin điều chỉnh hơn 30%, đợt này thì điều chỉnh chỉ có là 20,53% mà thôi và xuống tới cái mức là 27.000 đô thì các bạn thấy được là ngay sau đó đã rất nhanh chóng trong thời gian chỉ có một tiếng đồng hồ thôi thì các bạn thấy được là cái nến màu đỏ trên màn hình đó đã có được một cái sự hồi phục rất là nhanh chóng và giá đã nhanh chóng trở về trở lại qua khỏi 30.000 đô và sau đó đã ổn định lại và bây giờ các bạn thấy đã trở về cái mức là 32.000 đô ở cái thời điểm làm video này cho chúng ta thấy được một điều điều gì đó chính là chúng ta thấy được là rất rõ ràng là có rất nhiều người đã chờ đợi sẵn cho nên khi mà giá Bitcoin đi xuống đó đã có rất nhiều người chờ đợi sẵn để mà mua Bitcoin để giá trở lên có nghĩa là họ mua Bitcoin với cái giá mà rẻ hơn dưới 30.000 đô rất nhiều bạn nếu như bạn nào mà xem những cái comment trong thời gian gần đây ở trên Facebook, ở trên Twitter, ở trên YouTube các bạn thấy được là có rất nhiều bạn là đang chờ sẵn tại vì cảm thấy được giá quá cao mà cảm thấy mình đã bỏ lỡ cơ hội mua cho nên nhiều bạn đã chờ sẵn có tiền chờ sẵn để chờ Bitcoin điều chỉnh để có cơ hội mua được với cái giá là rẻ hơn và không chỉ riêng là cộng đồng thuận capital mà các bạn thấy là trên thế giới có thể là có rất nhiều người có cùng một suy nghĩ đó khiến cho các bạn thấy là giá Bitcoin đi xuống nhưng mà đã nhanh chóng được mọi người mua và đẩy ngược trở lên. Đây là tình hình của Bitcoin và nếu chúng ta nói tới Bitcoin điều chỉnh nữa hay là không thì đương nhiên là bây giờ các bạn thấy là hầu như là không muốn điều chỉnh tiếp tục nữa tại vì cái số lượng người chờ đại sản để mà mua có rất là nhiều cho nên thời điểm bây giờ đó nếu như nói là điều chỉnh sâu thì cơ hội thường cảm thấy cũng rất là thấp cho đến khi nào mà những người muốn mua những người mà nghĩ là đã lỡ chuyến đò đã mua hết rồi thì khi đó chúng ta mới thực sự là thấy Bitcoin có sự điều chỉnh mạnh hơn bây giờ thực ra mà nói là cái số lượng người chốt lời không có nhiều và nếu chúng ta nói tới điều chỉnh 35% thì sẽ xuống mức nào các bạn thấy là sẽ xuống tới cái mức là nếu chúng ta nhìn vào biểu đồ trên màn hình đó xuống tới 35% có nghĩa là Bitcoin sẽ xuống tới cái mức là khoảng 23.000 đô nếu xuống 25% coi như là điều chỉnh coi như là cũng trung bình đó 25% thì sẽ xuống tới cái mức là khoảng 26.000 đô ngày hôm qua thì điều chỉnh xuống cái mức là 27.000 đô mà thôi có nghĩa là cũng coi như không điều chỉnh mạnh lắm nhưng mà coi như đây cũng là một cái cuộc điều chỉnh trong cái đợt tăng trưởng kỳ này mà chúng ta cũng cần phải lưu ý đến và tình hình cũng tương tự xảy ra với lại Ethereum các bạn thấy được là Ethereum cũng có một cái đợt điều chỉnh sau khi mà Ethereum ngày hôm qua đó đã tăng đột phá qua khoảng 1.000 đô rồi tới luôn 1.169 đô thì các bạn thấy được là cái giá Ethereum cây đỉnh cao ngày hôm qua với lại cái đợt điều chỉnh ngày hôm nay đó thì các bạn sẽ thấy được là Ethereum đã có cái sự đi xuống đó nhiều hơn Bitcoin đi xuống tổng cộng là 24 7, 13% thì thêm điều chỉnh cũng tương tự như Bitcoin các bạn thấy được là sau khi mà đi xuống 24,13% thì tỷ Temium trong vòng một tiếng đồng hồ thôi cũng đã có cái sự tăng giá ngược trở lên cũng như là hồi phục lại rất là nhanh thì cũng tương tự như là Bitcoin rất nhiều người chờ đại sẵn nên mà mua cho nên tình hình bây giờ các bạn thấy được là cái lực mua vẫn còn rất là mạnh nhưng mà trước khi mà chúng ta đi vào thêm chi tiết thì cũng như thường lệ tất cả chỉ vì mục đích thông tin và không được xem là lời khuyên đầu tư và nếu như mà các bạn thích cái video này hay là các bạn thích những cái video tương tự thì mời đừng quên nhấn cái nút like và đăng ký vào kênh để giúp kênh được tiếp tục, tin, được tục. Được phát triển. Và nếu như mà bạn chưa có theo dõi Thuần Capital trên cái mạng xã hội đó thì các bạn có thể theo dõi bằng cách là bấm vào cái link ở phía dưới cái video này để tìm thấy những cái thông tin như là Facebook, Twitter và Telegram để các bạn có thể nhận được những cái thông tin mới nhất và nhanh nhất. Và nếu như bạn là một trader hay là bạn đang tìm kiếm những cái dịch vụ liên quan đến thị trường tiền kỹ thuật số thì các bạn có thể tìm hiểu những cái ưu đãi dành riêng cho cộng đồng một thùng capital bằng cách là bấm vào cái link ở phía bên dưới cái video này để tìm thấy những cái ưu đãi liên quan đến những cái sàn như là sàn NEPX, OMT, Binance, Bybit, Coinbase và ứng dụng BlockFi các bạn có thể tìm hiểu đăng ký và có thể đăng ký giúp nhận hỗ trợ những dịch vụ này cũng như là các bạn có thể nhận được những cái ưu đãi như là giảm phí giao dịch cũng như là nhận bonus khi mà tham gia những thông tin chi tiết sẽ nằm bên dưới cái video này còn chúng ta nhìn chung tình hình của trường crypto thì chúng ta nhìn vào trang web 360 các bạn thấy là hôm nay thì có đồng màu đỏ có đồng màu xanh có thể là nói là không có một xu hướng nhất định nào trong trường crypto Có những đồng như là ethereum, xrp Stellar Lumen, IOTA vẫn đang tăng trưởng nhưng mà rất nhiều đồng như là Bitcoin, Dot, Litecoin thì có cái sự điều chỉnh ngày hôm nay. Coi như hôm nay đó chúng ta thấy được là thị trường thì không có một cái xu hướng nhất định. Nhìn vào tình hình chung của ngày hôm nay thì các bạn thấy được những đồng lớn đó thì các bạn thấy là phần lớn là màu đỏ trong vòng 24 giờ đồng hồ vừa qua các bạn thấy là Bitcoin thì xuống 3,3% sau khi mà cái đợt đi xuống mạnh rồi điều chỉnh trở lại. Ethereum là đồng mà lớn mà có sự tăng trưởng mạnh, tăng 11% trong vòng 24 tiếng hồi vừa qua. Bây giờ vẫn trên 1.000 đô. Đồng Tether thì hồi nãy thường thấy được là đồng Tether đã đi xuống Chỉ còn có 96 cent thôi bây giờ thì cũng đã trở lại coi như là trở lại 1 đô la Tôi sẽ nói thêm về một số những thông tin liên quan tới đồng Tether à, XRP thì các bạn thấy được là XRP thì coi như là đi hàng ngang Trong vòng 24 tiếng hồi vừa qua là mức là 23 cent Litecoin thì ở mức là 153 đô la Đi xuống 3,8% Các bạn thấy là Polkadot thì xuống 6,8% Ở mức là 9 đồng 56 cent Bitcoin Cash thì 406 đô xuống 4,1% trong vòng 24 tiếng hồi qua. Cardano thì ở mức là gần như 22 cent tăng 1% coi như cũng đi hàng ngang. Binance Coin thì xuống 1,8% ở mức là 40 đô 68 cent Chainlink thì xuống 4%. Đây là cái tình hình chung của những đồng lớn các bạn thấy là phần lớn là đi xuống nhưng mà cái phần trăm đi xuống không có mạnh. Một đồng duy nhất tăng mạnh đó chính là đồng Ethereum. Ethereum bây giờ thì chúng ta thấy là cái tổng số vốn hóa là 123 tỷ so với lại là Bitcoin là 601 tỷ thì chúng ta thấy được là Bitcoin bây giờ đó cái tổng số vốn hóa thì cao hơn Ethereum gần như là khoảng chừng 5 lần. Chúng ta lấy 600 là 1 tỷ. Chúng ta chia cho tổng số vốn hóa của Ethereum là 123 tỷ thì cái sự khác biệt là gần như 5 lần 4,88 thì cái đợt tăng trưởng của năm 2017 đó đã có lần Ethereum đã gần như là bằng vốn hóa của Bitcoin. Và nếu chúng ta chỉ tính cái phần trăm vốn hóa bây giờ thôi thì các bạn thấy là Bitcoin tổng số vốn hóa là 601 tỷ mà nếu như mà Ethereum muốn bằng Bitcoin thì phải tăng lên tới 4,88 lần có nghĩa là chúng ta nhân cho cái giá hiện bây giờ thì một đồng Ethereum nếu như mà như đợt trước đây mà tăng gần như là muốn ngang hàng với Bitcoin về mặt tổng số vốn hóa đó thì chúng ta thấy được là một đồng Ethereum sẽ lên tới con số là 5.000 đô đây cũng là một trong những cái lý do tại sao mà nhiều người chứng đoán là Ethereum có thể lên tới cái mức là 5.000 đô và chúng ta nhìn vào tình hình chung của thị trường đó các bạn vào trang web coin market cap đi và chúng ta nhìn vào biểu đồ uh, vốn hóa trên coin market cap các bạn thấy được là trong thời gian gần đây đó chúng ta nói tới thời gian gần đây thôi thì bitcoin đã có một chút đi xuống về cái phần trăm vốn hóa của thị trường. Các bạn thấy được là chúng ta chỉ tính trong vòng mấy ngày qua thôi thì Bitcoin đã đi từ cái mức là 71,48% đi xuống tới bây giờ là chỉ còn có 68,12% mà thôi. Nếu như mà chúng ta muốn thấy được cái đợt tăng trưởng của Altcoin thì cái phần trăm vốn hóa của Bitcoin phải đi xuống đi xuống phải là dưới 50%, lúc đó chúng ta mới thấy được là allcoin có sự tăng trưởng mạnh, bây giờ Bitcoin vốn hóa vẫn còn rất là cao. Các bạn thấy được là vốn hóa Bitcoin bây giờ là 68,12% của tất cả vốn hóa của thị trường. Thì chúng ta phải thấy được cây đường màu vàng này đi xuống dưới 50%. Lúc đó là những cái lúc mà allcoin tăng trưởng rất là mạnh. Cho nên bây giờ chúng ta chỉ thấy những cái dấu hiệu ban đầu mà thôi. Chúng ta nhìn vào thị trường Nói chung đi thì chúng ta nhìn vào phần trăm tăng trưởng trong vòng 24 giờ vừa qua thì các bạn sẽ thấy được là chúng ta bắt đầu có những cái dấu hiệu là có nhiều altcoin tăng trưởng một cách là không kiểm soát. Và các bạn thấy được trong đó có Ethereum, chúng ta có những đồng như là đồng Dogecoin, chúng ta có những đồng như là Solar Lumen. Nhưng mà đây chỉ là những dấu hiệu ban đầu mà thôi. Các bạn thấy là Bitcoin phải đi hàng ngang hay là có sự điều chỉnh nhẹ lúc đó vốn hóa mới đổ vào những altcoin Chứ nếu như mà Bitcoin ngưng nghỉ đây mà không có lâu mà lại tiếp tục tăng trưởng mạnh lên Lên tới 40 000 50 000 thì altcoin lại phải ngưng để chờ đợi Bitcoin nữa Cho nên đây là một yếu tố rất là quan trọng Nhưng mà nào mà đang chờ đợi altcoin tăng trưởng đó, thì chúng ta phải thấy là Bitcoin nghỉ ngơi Không biết Bitcoin có nghỉ ngơi mức này hay là không thì đương nhiên là không biết được Nhưng mà đây là một dấu hiệu chúng ta cũng sẽ tiếp tục chờ đợi Coi coi Bitcoin bước kế tiếp như thế nào nhưng mà trong tình hình bây giờ đó thì cái xu hướng của người mua vẫn còn rất là mạnh. Thường sẽ chia sẻ thêm một số những thông tin. Nhưng mà chúng ta nhìn vào tình hình chung của thị trường đi thì chúng ta thấy được là ngày hôm nay là ngày đầu tiên mà chứng khoán mở cửa cho năm 2021 thì sau khi mà mở cửa có cái sự tăng trưởng thì chứng khoán cuối cùng cũng đã đóng xuống với cái con số là đi xuống. Chúng ta thấy được là chỉ số Dow Jones xuống 1,25%, S&P 500 thì xuống 1,48% và Nasdaq thì xuống 1,47%. Trước đây chúng ta cũng dành rất nhiều thời gian để mà chia sẻ về tình hình chung tại vì lúc đó có rất nhiều cái yếu tố và thị trường crypto không có nóng như bây giờ trong thời gian hầu như là hai tuần qua thì có quá nhiều thông tin liên quan tới thị trường crypto cho nên thường cũng ít chia sẻ về thị trường tình hình nói chung tại vì thật sự nói là tình hình tài chính nói chung đó sẽ có cái sự ảnh hưởng đối với cái sự tăng trưởng của thị trường crypto cho nên chúng ta cũng phải dành thời gian để mà tìm hiểu những cái tài liệu căn bản liên quan đến những gì đang xảy ra trong thị trường tài chính nói chung thì chứng khoán Hoa Kỳ mở cửa ngày đầu tiên là không được tốt lắm nhưng mà chúng ta nhìn vào pre market nghĩa là thị trường hợp đồng tương lai đó thì chúng ta thấy được là chỉ số Dow futures thì tăng 0,17%, S&P future tăng 0,28% và Nasdaq Futures tăng 0,26% coi như là cái sự tăng nhẹ về thị trường future. Còn chúng ta nói về vàng, vàng thì các bạn thấy là vẫn còn dưới 2.000 đô. Tuy là chúng ta hai tuần qua không nhìn vào vàng thì vàng cũng có cái sự tăng trưởng nhẹ từ 1.800 lên tới 1942 nhưng mà vẫn dưới 2.000 đô và dầu thì các bạn thấy là dầu bây giờ đã trở lại gần như muốn trở lại là 50 đô la cho một thùng dầu đây là cái hợp đồng của dầu ở trên CNBC thì chúng ta thấy là một trong những cái tình hình lớn bây giờ có hai điều mà những nhà đầu tư đang quan tâm đến. Điều đầu tiên đó chính là những cái sự bất ổn liên quan tới chính trị ở Hoa Kỳ thì chúng ta thấy được là chúng ta vẫn còn một cái mốc ngày rất là quan trọng đó chính là ngày 6 tây tháng 1 mà nhiều người thì vẫn hy vọng là sẽ có được một kết quả như là người ta mong muốn là ai sẽ là tổng thống kế tiếp. Thì mỗi người đều có một cái suy nghĩ cho nên thường chỉ có thể chia sẻ chung chung mà thôi và một trong những cái điều mà các bạn thấy là mọi người lo lắng hơn hết không phải là ai là tổng thống kế tiếp mà mọi người lo lắng nhiều nhất bây giờ đó chính là tình hình của quốc hội. Tại vì sao? Tại vì các bạn thấy được là một trong những cái điều mà có thể ảnh hưởng trực tiếp đến thị trường chứng khoán của Hoa Kỳ đó chính là quốc hội thuộc về một đảng. Thì các bạn thấy là thị trường chứng khoán thì rất là thích quốc hội bị chia rẽ. Có nghĩa là chúng ta muốn thấy được là Hạ viện là thuộc về một đảng và Thượng viện thuộc về một đảng và Nhà Trắng. Thì các bạn thấy là người tổng thống thuộc về đảng nào thì coi như là hai trên một thì chúng ta thấy được có nghĩa là trong cái tình hình bây giờ đi, tổng thống Donald Trump là Đảng Cộng hòa và thượng viện là của Đảng Cộng hòa. Nhưng có nghĩa là cả hai đều là Cộng hòa nhưng mà hạ viện là của Đảng dân chủ. Nhưng mà tình hình bây giờ đó thì có cơ hội là Đảng dân chủ có thể lấy luôn cả thượng viện và nếu như mà Joe Biden là tổng thống kế tiếp thì các bạn thấy được là đảng dân chủ sẽ nắm luôn thượng viện hạ viện và nhà trắng cái vấn đề đây không phải là các bạn thích ai hay là không thích ai mà vấn đề đây những nhà đầu tư lo lắng đó chính là liên quan tới những nhà lập pháp tại vì nếu như mà thượng viện hạ viện và nhà trắng là một đảng đó thì rất có nhiều cái nguy hiểm xảy ra đó chính là những luật mà không có được tốt đối với thị trường có thể thông qua một cách dễ dàng những luật đó những luật nào những luật đó là những luật liên quan đến thuế thì cho bà đã thấy là lúc mà bầu cử xảy ra thì lúc đó tuy là chúng ta vẫn chưa biết được ai là tổng thống nhưng mà tình hình là thượng viện hạ viện sẽ chia đôi có nghĩa là thượng viện vẫn tiếp tục được kiểm soát bởi đảng cộng hòa và hạ viện vẫn sẽ tiếp tục được kiểm soát bởi đảng dân chủ cho nên cho dù ai là tổng thống đi nữa thì những cái luật cũng sẽ không dễ dàng được thông qua và thị trường chứng khoán rất là thích cái điều đó tại vì họ không muốn có một cái bất ngờ nào hết nhưng mà tình hình bây giờ đó thì lại làm cho nhiều người lo lắng hơn cho nên các bạn mới thấy được cái sự bất ổn liên quan đến thị trường chứng khoán hiện bây giờ và điều thứ nhì cũng rất quan trọng đó chính là tình hình liên quan tới dịch bệnh thì các bạn thấy được là dịch bệnh bây giờ vẫn tiếp tục hoành hành và bây giờ lại nói là có cái phiên bản hai của dịch bệnh khiến cho nhiều nơi lại đi vào tình trạng lockdown một lần nữa và đương nhiên lockdown sẽ làm ảnh hưởng đến nền kinh tế và sẽ ảnh hưởng đến thị trường tài chính nói chung và lockdown là một trong những cái vấn đề rất là quan trọng ảnh hưởng trực tiếp đối với thị trường crypto như bạn có thể nhớ là hồi tháng 3 đó khi mà dịch bệnh xảy ra ở Hoa Kỳ thì Bitcoin đã phản như thế nào Bitcoin đã phản ứng cũng như là chứng khoán cũng như là vàng tất cả đều lao vật hết Tại vì sao? Tại vì khi mà chúng ta có một cái tình trạng như là dịch bệnh xảy ra mà mọi người cần phải có tiền mặt thì họ sẽ làm gì? Họ sẽ bán tài sản của mình để lấy tiền mặt để có thể là xoay sở qua khỏi cái cơn dịch bệnh này để cho họ có thể tiếp tục kinh doanh. Cho nên các bạn mới thấy được là tình trạng là tháng 3 lúc mà dịch bệnh bùng nổ ở Hoa Kỳ khiến cho Bitcoin, khiến cho vàng, khiến cho chứng khoán đều đi xuống. Và nếu chúng ta tiếp tục thấy tình trạng này xảy ra thì các bạn cứ nghĩ đi. Bây giờ có rất nhiều người đang có lời đầu tư vào trên crypto và rất nhiều người trong đó là những doanh nhân thì họ sẽ làm gì? Cơ hội là họ sẽ xả Bitcoin, họ sẽ xả Ethereum, họ sẽ bán, họ sẽ chút lời để có thể có tiền mặt để mà tiếp tục duy trì kinh doanh của mình. Đây là một trong những cái giả thuyết mà chúng ta không thể bỏ qua.